Thanh Tú xin chào anh em bạn bè nha. Hôm nay Thanh Tú xin giới thiệu với anh em một cái chiếc đài radio cassette dạng Chite. Con này nó có hai cửa băng anh em. Nó có cái thương hiệu là Ava CAV3. Thì mấy khoảng một tháng trước Thanh Tú có bán một chiếc màu như này luôn nha anh em, cũng luôn model này luôn. Nhưng mà con đó rất là cũng mới, nhưng mà không mới bằng con này. Con này là như khui thùng xốp nha anh em, rất là mới luôn. Đó, giờ quay lại cận cảnh cho anh em xem cái độ mới của con đài, từng chi tiết luôn anh em. Con này về với tình trạng là chỉ thiếu thùng xốp thôi, rất là mới luôn. Rồi Thanh Tú đã thay Curo bảo dưỡng cơ chạy hoàn hảo. Con này FE mặc định 108, không phải cần kéo gì cả. Con này chạy điện AC 110V nha anh em. À, anh em thấy hai cửa băng nè. Đó, đây cổng cơ, cổng gạt nè. Rồi đây là volume riêng biệt trái phải nha anh em. Đây là có equalizer nè, chỉnh âm sắc nè. Đó. Rồi, ở đây là Chite và mono. Hai bên hai loa và hai loa chép thật anh. Đó. Nhìn cho anh em xem nè. Đó, bên hông. Đó, mạ xi quay sách rất là sáng bóng, mạ xi quay sách làm sọc cargo nha anh em, chứ không phải là xi bóng nha. Đó. Sọc cargo. Rồi, nhìn cho anh em xem ở phía trên nè. Đó, rất là đẹp luôn nha anh em. Mới tinh. Rồi, ở phía sau. Con này có cổng lay in nha anh em. Bởi vì con này nó chạy tới 8 viên pin, Thanh Tú không có đủ. À, lò xo pin rất là mới luôn nè. Chạy 8 viên pin 12V. Con này nó có đường lay in nữa nè anh em. À, rồi, cổng AC của nó đây. Đó. Rồi, bây giờ Thanh Tú xin test đài nha anh em. Cắm điện AC để test. Rồi bây giờ trước tiên Thanh Tú để chế độ AM nè. Tiết kiệm, nó được bỏ qua nhiều khâu trung gian và nó minh bạch được các cái quá trình sản xuất và có thể tương hỗ nhau. Ví dụ cũng không được bởi vì nó ảnh hưởng dạ dày ghê lắm. Thế tôi phải ngừng, tôi bỏ đấy. Trái phải nè. Bị trào ngược. Cách đây được khoảng gần 2 tháng, tôi lại quyết định lại, tôi mua cái này một lần. Lần này là lọ của nó. Tốt tần, ngải cứu, lá lốt, tinh nghệ đều có trong công thức của viên uống và gel bổ trí Cochi Pro. Cochi Pro dùng trong nhà mình chín. Các em con này mặc định 1.8 này nè. Tôi đây liên kết của tôi đây, hàng hóa của tôi đây, không phải là đến khi được thu hoạch chúng ta mới bán hàng. Ví dụ bây giờ vùng trồng sầu riêng của Bình Phước chẳng hạn, các bạn hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp số Bình Phước các bạn có hiệu lực thi hành từ. Bà Trang cũng thừa nhận của dựng 5 trụ tháp là sai, xin các cơ quan có thẩm quyền tăng trên 48% so với kế hoạch dự trữ. Kế hoạch dự trữ năm 2024 ngay bây giờ là cơ hội nhận quà cho quý vị đang lắng nghe chuyên mục ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ dành tặng 10 hộp viên uống Cochi Pro, trị giá 135.000 đồng một hộp cho 10 khách hàng nhanh tay gọi điện về tổng đài. Trên địa bàn, hội nghị đã bầu hội đồng quản trị, ban giám đốc và ban kiểm soát hợp tác xã. Vẫn đang điều tra để làm rõ nguyên nhân gây nên vụ hỏa hoạn nghiêm trọng này. Song cũng có phán đoán cho rằng vụ cháy có thể xuất phát từ việc hệ thống dây điện. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển hương đảo BBQ theo phong cách tự phục vụ nằm ngay trên trung tâm Nami. Truyền thống ở Hàn Quốc như là bibimbap, cơm trộn, mì lạnh, gà hầm sâm, bánh xèo hải sản, bạch tuộc xào cay. Do đó, nếu mà bạn có dự định đến Hàn Quốc phải ăn đồ Hàn, thì Nam Moon là một lựa chọn dành cho bạn. Và có nhiều món quà lưu niệm bạn có thể mua ở Nami như hộp trang sức được phủ sơn, tượng điêu khắc tí hon, bưu thiếp, văn phòng phẩm và các vật phẩm liên quan đến bộ phim. Rồi, lên anh này. Con này nghe lên rất là sướng. Tắt nè, mở nè.
trái trầu bông. Tình em như lúa xanh trên đồng, cây lúa chờ ngày mùa đơm bông. Chiều quê hai đứa hay vui đùa, em cánh cò anh chim sáo mồ côi. Phù sa dung đắm chia đôi bờ, anh bên bồi em bên lỡ mong chờ. Thương nghe câu mãi đầy nhớ điều lý tình ta, ngân nga cũng chờ nhau khi mùa lúa chín sẽ đón đưa nhau. Trăng sắp tàn trôi xa nơi bến. Rồi như vậy thì Thanh Tú đã test phần lệ in xong ha. Bây giờ Thanh Tú chuyển về cái nút gạt cassette nè. Rồi bây giờ Thanh Tú xin test bằng cassette anh em. Test cửa 1 trước ha. Rồi. Cái đầu băng khi mình xài nó hết á, nó hay đút vô nó hay bị vướng lắm ha. Mình phải cho nó nhích diễn một cái cho nó có đụng dùng giãn dây á. Bỏ ngược băng này. YouTube sẽ bắt lỗi đó. Rồi Thanh Tú tua lại nè. Tua lại để test cho anh em cái chức năng auto stop nha. Giờ giờ đành là dây nhưng cái đắng giấy thiệt thôi, dường như trời cao chỉ dành riêng cho phận gái. Thôi
lần lỗi hẹn chiều qua anh mới là kẻ nhiều vì thua thiệt đau sâu. Rồi sắp hết băng nha. Rồi hết băng auto stop rồi mình test cửa B nè. Cửa B mình quay đầu lại mình chở bề đó. Hai cánh đi phòng người không yêu sẽ yêu chồng cùng vẫn em là kiếp mong. Lời thư thay cánh đi phòng người không yêu sẽ yêu chồng cùng vẫn em là kiếp mong. Lời thư thay cánh đi phòng auto stop anh em. Như vậy thì Thanh Tú đã test hoàn hảo một chiếc đài radio cassette đến từ thương hiệu Aiwa có cái mã CAW3. Thì con này rất là hay, tiếng rất là nét và độ mới rất là đáng sưu tầm anh em. Độ mới con này rất là chất luôn. Nó gần như là khui thùng xốp luôn anh em. Đó. Thì test cũng vừa trời tối nha. Ánh sáng nó hơi thiếu anh em thông cảm cho Thanh Tú nha. Rồi mời anh em vô lưu với Thanh Tú qua số điện thoại 0919 073 813, hoặc là anh em kết nối Zalo 0919 073 813. Anh em cứ nhắn tin hỏi giá thoải mái nha, Thanh Tú không có chặn người lạ đó. Thì anh em hỏi trình bình luận Thanh Tú xin được phép không trả lời. Rồi Thanh Tú xin cảm ơn rất là nhiều đó. Anh em có mến thì cho Thanh Tú xin một đăng ký kênh, một chia sẻ để Thanh Tú có thể lên những cái con đài radio cassette tiếp theo để cho anh em cùng tham khảo, để mà mình cùng trải nghiệm nha anh em. Đây là những cái ký ức hoài niệm xưa. Rồi Thanh Tú xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào nha.